Kính thưa quý vị, thật ngạc nhiên, điều mà chúng tôi không dám tin vào những gì mình đang chứng kiến trong chuyến công tác về miền Tây lần này. Chúng tôi một lần nữa dừng chân tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Chỉ trong vòng một thời gian rất ngắn mà giờ đây cảnh vật xung quanh dường như đã biến đổi rất nhiều. Các tuyến đê đạp quanh vùng đều bị phá vỡ. Rất nhiều ngôi nhà bị cuốn trôi, các ngôi trường dường như đều tạm ngưng hoạt động. Trận lũ năm 2000, đánh mốc trận lũ lịch sử có mực nước dâng cao nhất từ trước đến giờ của vùng đồng bằng sông nước, với lưu lượng nước lớn nhất từ Campuchia chảy vào Việt Nam, khoảng 55.000 mét khối, và nó được dùng làm thước đo cho các công trình chống lũ lụt và thủy lợi. Trong trận lụt năm 2000, nước ngập sâu nhất xảy ra vào cuối tháng 9, vùng sâu trên 2 mét, gồm những huyện như Tam Nông, Tân Hồng, trong đó còn có cả Hồng Ngự. Vùng ngập lụt sâu nhất cũng là vùng lụt kéo dài nhất, hơn 4 tháng, nằm trong khu vực tứ giác. Giới hạn bởi các kinh kháng chiến, Đồng Tiến, Phước Xuyên, Tân Thanh, Lò Gạch. Có diện tích khoảng 700 mét vuông và khu tứ giác này gần sông Tiền hơn sông Vàm Cỏ. Dòng chảy tràn qua biên giới vào Đồng Tháp có xu hướng gia tăng. Thống kê thiệt hại mùa lũ năm 2000 đã cướp đi 500 sinh mạng, thiệt hại về tài sản thì chưa kể xiết. Năm nay, mực nước lũ dâng cao với tình hình diễn biến khá phức tạp của thời tiết, cho thấy mực nước năm nay có thể cao hơn cả cơn lũ lịch sử năm 2000, nhưng số người thiệt mạng đã giảm đi nhiều. Đồng Tháp là tỉnh bị thiệt hại nhiều nhất. Hàng chục ngàn hecta lúa của tỉnh nằm trong khu vực lũ đầu nguồn vẫn đang nằm trong tình trạng bị uy hiếp nghiêm trọng. Chính phủ đã ra quyết định trích ngân sách cứu trợ cho miền sông nước trong mùa lũ năm nay. Thế nhưng sự cứu trợ đó vẫn chưa thấm tháp vào đâu so với sự phá hoại kinh khủng của thiên nhiên. Dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật, một nén hương thơm con xin dâng lên người Đức Phật Dược Sư. 12 nguyện lớn của người đem đến cho đời vàng niềm vui, nhân gian bước qua bao la bể khổ, cho con bước qua bao bến mê đời. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, người đã xua tan bao nhiêu nỗi ưu phiền khổ lụy đời con, tìm lên cõi phúc trong đời, quỳ dưới chân ngài nguyện thành tâm, con xin phát nguyện nương thân cửa Phật, trăm năm sống vui trọn kiếp con người. Phật Dược Sư hào quang sáng ngời, hào quang sáng ngời, soi đường chúng con vượt qua tâm tối. Phật Dược Sư
bàn tay nhiệm màu xoa dịu nỗi đau tật bình, xua tàn lo buồn trầm luân thế gian. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, người đã khai tâm con tu thân tu đời tu đạo từ bi, trầm hương toàn ngát đất trời, quỳ dưới chân ngài Phật Dược Sư, con xin chắp tay con xin khấn nguyện cho con sống vui trọn kiếp con người. Phật Dược Sư hào quang sáng ngời, hào quang sáng ngời soi đường chúng con vượt qua tâm tối. Phật Dược Sư bàn tay nhiệm màu xoa dịu nỗi đau tật bình, xua tàn lo buồn trầm luân thế gian. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, người đã khai tâm con tu thân tu đời tu đạo từ bi, trầm hương toàn ngát đất trời, quỳ dưới chân ngài Phật Dược Sư. Hôm nay ngày 23 tháng 12 năm 2011, phái đoàn từ thiện Tịnh Xá Trung Tâm và Như Lai Thiền Từ San Diego Hoa Kỳ đi thăm và tặng quà cho đồng bào lũ lụt tại tỉnh Đồng Tháp. Đấng tam giới tôn quy mang cùng mười phương Phật, nay con phát nguyện rộng thọ trì kinh Pháp Hoa, lời kinh bay cao, lời kinh lan tỏa nhiệm màu, lời kinh đưa ta về cõi phúc xa lánh cõi địa ngục, cho con thấy ánh đạo giang. Diệu pháp liên hoa vô biên nghĩa nhiệm màu, nguyện hiểu nghĩa chân thật của Phật Như Lai, của Phật Như Lai. Diệu pháp liên hoa cho ta nước cam lồ, ôi đề hồ chiều mát sen hồng thơm ngát trần gian, sen hồng tỏa ánh hào quang. Lại đến tam giới tôn quy mang cùng mười phương. Nhưng hồi đủ duyên lành thì chúng con cũng cung thỉnh thái đoàn với chư tôn đức Tịnh Xá Trung Tâm và quý vị
anh Nhân ở từ thương mại về Việt Nam để chia sẻ cho quý bà con những phần quà quý báu. Vừa qua thì trong tỉnh Đồng Tháp bị lũ lụt rất là nặng, thiệt hại tài sản của nhân dân cũng rất là nhiều. Do đó hôm nay về lòng từ bi thương tưởng của chư tôn đức tăng ni và các nhà hảo tâm ở trong nước và hải ngoại cũng trở về đây để chia sẻ cho đồng bào những phần quà quý báu. Đứng trước quý vị, chúng tôi xin cung kính giới thiệu tòa thượng tọa Thích Minh Lộc, ủy viên ban từ thiện trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó chủ trì tỉnh xá trung tâm, cùng chư tôn đức tăng ni và quý phật tử trong đoàn. Chúng con xin phép cung kính giới thiệu A Di Đà Phật. Ở phía đại diện chính quyền thì có anh Nguyễn Văn Thuật là phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tháp 10 cũng như đi tham dự, xin trân trọng giới thiệu. Và cũng có các anh lãnh đạo ở địa phương ở xã Tân Kiều, xã Mỹ Hòa, đất Vinh Kiều cũng như đi tham dự trong buổi lễ pháp hòa hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu. Giờ này thì chúng con cung thỉnh thượng tọa trưởng đoàn có đôi lời phát biểu trong buổi lễ pháp hòa hôm nay. Giờ Đức Phật cung thỉnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý vị thượng tọa, đại đức tăng, ban đại diện Phật giáo huyện Tháp 10, kính thưa anh Phật, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tháp 10, kính bạch quý vị tôn đức tăng ni, thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử. Thì chúng ta cũng biết các tỉnh miền Tây và nhất là tỉnh Đồng Tháp là một trong những tỉnh hàng năm đều có những cái cơn lũ đưa về làm thiệt hại cho quý bà con rất là nhiều về vật chất cũng như tính mạng. Và cách đây chúng ta biết là 10 năm là một cái cơn lũ kinh hoàng nó đem lại thiệt hại, và những năm sau thì cơn lũ nhẹ hơn, và đặc biệt năm 2011 lại là cơn lũ vượt đỉnh lũ, tức là vượt cái năm 2010 luôn, năm 2000. Thì do đó thì chúng tôi thì qua cái thông tin truyền thanh, truyền hình và báo chí được biết rằng các tỉnh miền Tây năm nay, và nhất là cái tỉnh Đồng Tháp và huyện Tháp 10 ở đây bị rất là nặng, nhưng mà chưa có cái điều kiện để đi cứu trợ lũ lụt. Lần trước thì chúng tôi đã đi xuống thăm và tặng quà tại tỉnh Long An, và đợt này tỉnh xá trung tâm đã kêu gọi các cái cơ sở từ thiện ở hải ngoại, đặc biệt là hòa thượng Thích Minh Hồi trụ trì Như Lai Tiền Tời ở San Diego, Hoa Kỳ, trong thời gian lũ lụt thì do quyên góp rất là khó, cho nên hôm nay hòa thượng đã quyên góp và sự đóng góp của quý Phật tử đồng hương hải ngoại ở Hoa Kỳ, ở San Diego được 20.000 đô để gửi về cho cái ban từ thiện tỉnh xá trung tâm để liên hệ các cái tỉnh bị lũ lụt thăm và tặng quà. Thì hôm nay đặc biệt thì có cái duyên là quý Phật tử ở San Diego cũng có về tham dự cái buổi pháp hòa hôm nay, và quý Phật tử ở San Diego, cũng tham dự cái buổi hôm nay, mà quý Phật tử Canada đó, người ở Hoa Kỳ. Nói chung là phải nói rằng cái duyên là quý vị về Việt Nam thăm quê hương, thăm qua cái cơn lũ qua. Và trong cái đợt này thì Hòa Thượng Minh Hồi có gửi lời và gửi tiền về, thì chúng tôi có mời quý Phật tử này ở lại để cùng giới đoàn cũng như đại diện cho Phật tử ở San Diego, Như Lai Thiền Tự, để cùng giới đoàn xuống để gặp quý bà con, để trao tặng tay quý bà con những cái phần quà. Mặc dù hôm nay lũ đã rút rồi, tôi biết là cách đây 2 tháng, 3 tháng về trước thì quý bà con đã sống trong lũ, sống trong lũ, tức là chúng tôi đi thấy là các cái nhà hộ dân là con lũ đã ngập lên, có thể là lên nửa nhà, và có những nơi lên tới nóc nhà, là quý bà con đã di dời lên vùng cao. Đó là nhờ quý vị lãnh đạo ở tại huyện Tháp 10, ở đây đã đưa di dời lên quý bà con. Hôm nay thì qua cái cơn lũ đã rút nước, và quý bà con đã đi vào vấn đề xã
và để trồng trọt gieo lúa cho cái mùa nay. Thành ra hôm nay thì phái đoàn đại diện cho chúng tôi là ban từ thiện tỉnh Sóc Trăng đại diện cho Hòa Thượng Thích Hồi trụ trì Như Lai Thiền Tự ở San Diego, Hoa Kỳ, cũng như quý Phật tử ở tại Hoa Kỳ cũng về hôm nay để cùng đi thăm và tặng quà. Thì phần quà theo dự báo của Hòa Thượng thì gửi 20.000 đô, thì tính một phần quà là khoảng 20 đô, tức là 400.000 đồng Việt Nam. Thì gồm có phần quà 10 ký gạo, một thùng mì với một cái bao thơ là 200.000 đồng. Thì tại cái huyện Tháp Rồi thì chúng tôi phát ở đây là 3 xã tập trung cho nó thiện công đoàn, vì đi phát 1.000 phần quà trong ngày, mà nếu mà đi nhiều xã và nhất là những cái xã ở sâu á thì chúng tôi không vô được, tức là phương tiện giao thông qua lại rất là khó, cho nên tập trung tại cái nơi cơ sở chùa ở đây để phát. Thì gồm có quý bà con trong 3 xã, xã Tân Kiều, xã Mỹ Hòa và xã Đốc Ninh Kiều, là 3 xã gom lại thì chúng tôi phát 500 phần quà. Thì 500 phần quà tổng trị giá là khoảng 200 triệu đồng. Đó, thì cũng thưa cho quý vị lãnh đạo tại địa phương cũng như quý bà con được rõ. Thì hôm nay chúng tôi xin được thay mặt cho ban từ thiện cũng như đại diện cho Hòa Thượng Thích Hồi cũng như quý Phật tử ở San Diego đã quyên góp và gửi về, chúng tôi đại diện đi thăm và đưa đến tận tay. Một lần nữa cũng xin chân thành thượng tọa Minh Bửu đại diện trong ban đại diện Phật giáo huyện Tháp Mười cũng như cảm ơn anh phó chủ tịch của ban mặt trận tổ quốc huyện Tháp Mười và cảm ơn quý vị ở tại đây trong 3 xã đã phát phiếu và đưa tặng ký đến với bà con, và hôm nay với bà con đã tập trung về đây để chúc lành cho quý vị được nhiều sức khỏe an vui, người luôn luôn quan tâm đến đồng bào nghèo và nhất là đồng bào trong cái cơn lũ vừa qua để vượt qua những cái khó khăn, và chúc lành cho toàn thể quý bà con cô bác ổn định cả trong cuộc sống, và đồng thời để góp phần xây dựng cho cái xã nhà nhất là trong việc Tháp Mười một ngày được phát triển hơn. Và một lần nữa chúng tôi xin được thay mặt cho đoàn xin chân thành cảm ơn A Di Đà Phật. Chính của anh Nguyễn Văn Phụng là phó chủ tịch mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Tháp Mười có ý kiến với đoàn và có lời cảm tạ. Kính thưa tiểu đoàn, kính thưa tất cả quý chức sắc chức việc, tất cả quý nam nữ phật tử và các nhà tài trợ thành phố Hồ Chí Minh, và kính thưa quý vị kiều bào ta ở nước ngoài, và kính thưa tất cả bà con cô bác các bạn, tiếp là năm 2011 là năm lũ lớn về với tỉnh Đồng Tháp chúng ta, trong đó là huyện Tháp Mười là chịu ảnh hưởng rất nặng nề về cái tài sản của nhà nước và tài sản của nhân dân. Lũ đã làm cho đồng bào ta, một số hộ nghèo gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Để cảm thông với những khó khăn của bà con trong cái thời gian vừa qua, thì hôm nay thì đoàn Phật tử ở thành phố Hồ Chí Minh bây giờ có tự tòa trưởng đoàn và quý vị chức sắc chức việc, quý vị nam nữ Phật tử, các nhà tài trợ và bà con kiều bào ta ở nước ngoài về đây để hỗ trợ giúp đỡ cho chúng ta một món quà, một phần quà, vậy là cũng đã rất để có tạo điều kiện trong cái thời gian tới bà con có làm ăn nó thành tiện hơn, nó giảm bớt cái khó khăn như cái thời gian vừa qua. Thì thay mặt cho ban vận động ngày nghèo của huyện Tháp Mười, tôi cũng thay mặt cho tất cả bà con nghèo ở huyện Tháp Mười xin chân thành cảm ơn huyện Hòa Tiểu Đoàn, cảm ơn tất cả quý vị ở nước ngoài. Một lần nữa thì xin kính chúc tất cả quý vị dồi dào sức khỏe, sống an lạc và bước sang năm mới sẽ có nhiều tin vui mới. Xin chân thành cảm ơn. Mời anh bà dì. Thì quà. Cháu cũng như mà nóng quá là cháu sống. Tôi nắm tay quý vị nào thì quý vị đó mới được tặng quà, bởi vì chọn mặt rõ vàng, thấy không? Rồi.
được cô đáp tay thì mới được quà nghe không? Nhớ là đến còn con sông nước dân tràn lên bay, anh về quê em khắp nơi như là biển khơi, chập chờn mái tranh ngoài lên giữa ngọn triều dân, những đàn gà con
sen vàng, con quy lại Bồ Tát Quan Âm. Người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát hiểu biên thông, 12 nguyện lớn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Quan Âm trái tim sáng ngời của người hoàn nạn qua cơn khó khăn. Quan Âm tay cầm bình nước cam lồ, tay cầm nhành liễu thân vàng, rươi khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn. Dưới tòa sen vàng hương trầm tỏa ngát nhân gian, lạy Phật Quan Âm dìu con qua bến mê đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con rạng ngời. Sen vàng con quy lại Bồ Tát Quan Âm. Người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát hiểu biên thông, 12 nguyện lớn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Quan Âm trái tim sáng ngời của người hoàn nạn qua cơn khó khăn. Quan Âm tay cầm bình nước cam lồ, tay cầm nhành liễu thân vàng, rươi khắp thế gian. Sau khi phát 500 phần quà tại huyện Tháp 10 tỉnh Đồng Tháp vừa xong, giờ này phái đoàn tiếp tục qua huyện Hồng Ngự để phát 500 phần quà tiếp theo trong cái đợt phát quà 1.000 phần quà. Đây là Thượng tọa Minh Bửu đại diện cho ban đại diện Phật giáo huyện Tháp 10 để sắp xếp và hướng dẫn phái đoàn đến huyện Tháp 10 cũng như huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp để phát quà cho đồng bào lũ lụt trong cái cơn lũ năm 2011 vào tháng 9, tháng 10 và tháng 11 vừa qua. Giờ này phái đoàn đã phát xong tại huyện Tháp 10, giờ này tiếp tục qua huyện Hồng Ngự để cấp phát cho đồng bào. Phát quà là vui không? Tôi thấy quận quan là ông Thiện Quang là vui nhất á, cười tối ngày. Đây là Đức Minh Khánh, thì trong thời gian lo quà cáp thì Đức phải sắp xếp liên hệ như này và bản thân là phải chở quà xuống các cái điểm phát quà. Cho nên hôm nay chúng ta xuống phát rất là nhanh, rất là lẹ. Nếu không mà thì mấy lần đi trước thì xe tải đi trước và cũng như là chờ đợi hẹn qua hẹn lại mất thời gian. Đây là Đức Minh Triết đang lái chiếc xe để đưa đoàn đi thăm tặng quà.
tiếp tục phái đoàn đi thăm và tặng quà 500 phần quà tại huyện Hồng Ngự. Bây giờ trên đường đi, các cái bên dưới nước vẫn còn ngập và chưa rút hết, cho nên các hộ dân ở đây chưa có xạ và làm lúa ra được. Lúc trước thì tình độ nay mà chưa có làm thiêu á, thế là chết rồi đó. Và 3-4 tháng rồi mà nước vẫn chưa rút hết. Trên đồng bào bà con ở đây rất còn trong cái tình trạng khó khăn. Các cái hộ dân sống ở đây trong cái thời gian lũ thì nó ngập, nên họ phải di dời lên những cái vùng cao, nhà lụp sụp. Anh theo em qua những cánh đồng thơm lúa Việt Nam, nơi bao năm xa cách tương chừng hôm nay lớn dần. Lòng buồn vời vợi xa xôi gợi lại kỷ niệm khôn nguôi, thương khói lam ban chiều và mái tranh thua còn nằm nôi. Cây me che bóng mát môi chiều ta đứng chờ nhau, dư âm xưa như ngỡ sông lại bên giây phút đầu. Lời nào ngọt ngào cho nhau, tình nào hò hẹn mãi sau. Thôi hãy xem như cuộc đời ngủ quên chìm vào lắng sâu. Những năm tháng xa rời bạn bè, nhớ thương quá cây phượng ngày khe. Mùa nước lên điên điền chỗ bông, bao nhiêu niềm vui ôm trọn vào lòng. Lục bình trôi nếu dòng đời trôi, giọt lệ rơi thấm mặn đôi môi. Uống chung nhau chén tình ngất trao để quên thương đau. Quê hương anh con gái áo bà gánh mạ non, câu ca dao trên lúa 4000 năm vườn vẫn còn. Còn ruộng đồng bụi thơm rơm, đường về nhà càng vui hơn. Ta hãy đóng cho thật tràn chén tình đồng đã mến. Anh theo em qua những cánh đồng thơm lúa Việt Nam, nơi bao năm xa cách tương chừng hôm nay lớn dần. Lòng buồn vời vợi xa xôi gặp lời kỷ niệm khôn nguôi, thương khói lam ban chiều và mái tranh thưa còn nằm nôi. Cây me che bóng mát môi chiều ta đứng chờ nhau, dư âm xưa như ngỡ sông lại bên giây phút đầu. Lời nào ngọt ngào cho nhau, tình nào hò hẹn mãi sau. Thôi hãy xem như cuộc đời ngủ quên chìm vào lắng sâu. Những năm tháng xa rời bạn bè, nhớ thương quá cây phượng ngày hè. Mùa nước lên điên điền chỗ bông, bao nhiêu niềm vui ôm trọn vào lòng. Lục bình trôi nếu dòng đời trôi, giọt lệ rơi thấm mặn đôi môi. Uống chung nhau chém tình ngất trao để quên thương đau. Quê hương anh con gái áo bà gánh mạ non, câu ca dao trên lúa 4000 năm vườn vẫn còn. Còn ruộng đồng bụi thơm rơm, đường về nhà càng vui hơn. Ta hãy đóng cho thật tràn chén tình đồng đã mến thương. Ta hãy đóng cho thật tràn chén tình đồng đã mến thương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý chư tôn hòa thượng, quý chư tôn thượng tọa, ban trị sự tỉnh hội Phật giáo tỉnh Đồng Tháp.
kính bạch quý chư tôn đức ở trong ban đại diện Phật giáo thị xã Hồng Ngự, kính thưa đại diện các cơ quan ban ngành tại địa phương, thì qua cái cơn lũ lụt hồi tháng 9, tháng 10 và tháng 11 năm 2011 vừa qua đã làm thiệt hại rất nhiều cho quý bà con ở tại tỉnh Đồng Tháp, và trong tỉnh thì có huyện Tháp Mười với thị xã Hồng Ngự là hai cái huyện bị nặng. Thì qua thông tin báo chí và truyền thanh truyền hình, chúng tôi là ban từ thiện thị xã Trung Tâm, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, có nổi lời đến với Hòa Thượng Thích Minh Hồi, trụ trì Như Lai Thiền Tự ở San Diego, Hoa Kỳ. Thì qua cái cơn lũ thì Hòa Thượng đã vận động quý Phật tử ở hải ngoại Hoa Kỳ để quyên góp được 20.000 đô la để gửi về, và nhờ ban từ thiện thị xã Trung Tâm đến thăm và chuyển những phần quà đến cho quý bà con trong cơn lũ qua. Thì 20.000 đô la thì chúng tôi sẽ phát được 1.000 phần quà ở tại tỉnh Đồng Tháp. Thì lúc 9 giờ chúng tôi đã phát 500 phần quà ở tại huyện Tháp Mười và tại xã Hồng Ngự nơi đây, thị xã Hồng Ngự nơi đây, thì chúng tôi sẽ phát 500 phần quà. Thì phần quà thì gồm có mì, gạo, một phô thơ 200.000. Thì trong cái đợt đi đợt này thì chúng tôi có duyên là quý Phật tử hải ngoại ở San Diego đại diện ở chỗ Như Lai Thiền Tự, cũng như quý Phật tử tại San Jose, rồi Phật tử Arizona, cũng như Phật tử Canada trở về cùng với đoàn ban từ thiện để cùng đi thăm và tận tay đến quý bà con trong những phần quà. Mặc dù cái phần quà nhỏ bé nhưng mà cũng nói lên cái tình cảm của chư tăng ni hệ phái, và nhất là Hòa Thượng Minh Hồi, trụ trì Như Lai Thiền Tự ở San Diego, đã vận động cộng đồng người Việt ở hải ngoại Hoa Kỳ để mà chuyển 20.000 đô la về đây để chúng tôi đại diện và thay lời cho Hòa Thượng đến quý bà con để mà thăm hỏi, ngoài ra để trao tặng. Thì một lần nữa chúng xin được thành kính tri ân quý vị trong ban trị sự tỉnh hội Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, cũng như chức là Thượng tọa Minh Bửu nơi đây. Trong mấy ngày qua Thượng tọa đã sắp xếp và phát phiếu cũng như hướng dẫn đoàn đến hai huyện để trao quà, cũng như cảm ơn quý vị đại diện chính quyền địa phương, nhất là bên mặt trận huyện đã giúp cho bên trong Phật giáo sắp xếp tổ chức đi cứu trợ và tặng quà đến bà con trong cơn lũ qua. Một lần nữa kính nguyện là ban Tam Bảo gia hộ quý chư tôn đức được nhiều sức khỏe bình an, và chúc lành cho toàn thể quý bà con ở trong cái cơn lũ qua được ổn định lại trong cuộc sống và cùng với xã hội để xây dựng đất nước mỗi ngày được phát triển hơn. Và thay mặt cho ban từ thiện thị xã Trung Tâm xin thành kính tri ân nhất là Hòa Thượng Thích Minh Hồi, Như Lai Thiền Tự đã quyên góp và được cái sự đóng góp của quý Phật tử ở tại Hoa Kỳ, ở trong đó thì có San Diego, cũng như San Jose, Arizona, cũng như Canada, cũng như quý Phật tử các tiểu bang khác cũng đã đóng góp cho Hòa Thượng gửi về. Thành kính cảm niệm công ức của Hòa Thượng và cầu nguyện Hòa Thượng được sức khỏe kinh năng và luôn luôn hướng về quê hương Việt Nam để giúp cho quý bà con nghèo khổ qua những cái cơn lũ hoặc là bão lụt trong những cái giai đoạn mà đất nước đang gặp khó khăn. Một phần nữa xin thành kính tri ân Hòa Thượng A Di Đà Phật. Cho phái đoàn từ thiện, và trong này thì có Hòa Thượng Minh Hồi trụ trì ở Như Lai Thiền Tự ở San Diego, Hoa Kỳ. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn đại diện bên mặt trận huyện Hồng Ngự, A Di Đà Phật. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tôi đi về phương Nam xa xôi. Bồng bềnh dòng sông mênh mông sóng nước, bầu trời trong xanh bao la thanh thoát. Nắng gió bát ngát say lòng người về phương Nam, ngắm con sông dài, ngắm lục bình trôi, nghe bìm bìm kêu nước ròng nước lớn. Về đây nghe tình anh ban chiều, nghe thơ ông đồ, nghe họ sự sang xê cống u liêu. Người phương Nam chân chất thật thà, mộc mạc như một quốc dân ca. Mong sóng nước bầu trời trong xanh bao la thanh thoát, nắng gió bát ngát say lòng người về phương Nam, ngắm con sông dài, ngắm lục bình trôi, nghe bìm bìm kêu nước ròng nước lớn. Về đây nghe sang xê cống u liêu, người phương Nam chân chất thật thà, mộc mạc như một khúc dân ca. Về phương Nam ngắm con sông dài, ngắm lục bình trôi, nghe bìm bìm kêu nước ròng lớn. Về đây nghe tình anh ban chiều, nghe thơ ông đồ, nghe họ sự sang xê cống u liêu. Người phương Nam chân chất thật thà, mộc mạc như một khúc dân ca. Phương Nam tôi thân yêu, phương lúa vàng vàng trắng ánh nắng chiều, vang tiếng chạy khắp chốn cô liêu. Đây tháng mười mênh mông nơi quanh năm, có những mùa trong gió ta ướm tầm, có những mùa trong khoai hái cà. Thank you.
đầy khắp mười phương nam tôi thân yêu, vang tiếng hò hò trong những tiếng cười, vui cây cây khắp chốn nơi nơi. Như luyến tình yêu ai đã xa xôi, trong lúa vàng nàng thôn nữ tươi cười, vui xóm làng hò ơi ta yêu đời. Sau khi cứu trợ 1.000 phần quần ở tại tỉnh Đồng Tháp, huyện Tháp 10 và huyện Hồng Ngự đến đây đã viên mãn. Giờ này phái đoàn sau khi dùng cơm trưa xong, giờ này trở về lại Sài Gòn. Một lần nữa thành kính tri ân Hòa Thượng Thích Minh Hồi, viện chủ Thiền viện Minh Quang, Như Lai Thiện Tự ở San Diego, Hoa Kỳ, đã đại diện cho Phật tử gửi về 20.000 đô la để đi cứu trợ cho đồng bào lũ lụt năm 2011 tại các tỉnh miền Tây.